Hữu Lương xin kính chào quý vị khán giả có mặt trong khán phòng và các bạn nghe và xem đài gần xa đang đến với chương trình tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần do Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và đang trực tiếp phát sóng trên kênh AM 610 kHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh HTV1 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị và các bạn nghe và xem đài gần xa thân mến, trước khi chúng ta dự khán buổi bán kết chiều hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy hướng về clip để lắng nghe và xem biên tập viên Ngọc Thu tường thuật lại chương trình tuần vừa qua. Thưa quý vị, vậy là vòng bán kết của hội thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần đợt 3 năm 2016 đã trải qua 3 tuần thi. Với buổi thi thứ 3 vào thứ 7 tuần qua, các thí sinh đã quen dần với cảm giác thi, áp lực cũng đã giảm đi nhiều. Không có nhiều thí sinh nổi bật, chất giọng hay, bởi các thí sinh vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong việc điều tiết hơi ca, nên chưa làm bật lên chất giọng đẹp của riêng mình. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận nhất ở các thí sinh là sự nhiệt tình khi đến với cuộc thi. Dù ở nhiều tỉnh thành xa, có những thí sinh ở tận Trà Vinh, Bạc Liêu, Gia Lai, đi một quãng đường khá xa để đến với cuộc thi, nhưng thí sinh nào cũng tỏ ra vui vẻ, lạc quan, luôn cố gắng để hoàn thành phần dự thi tốt nhất. Dĩ nhiên là vì cuộc thi nên có những quy định riêng, có thí sinh đạt kết quả tốt, có thí sinh không đạt kết quả như mong muốn. Nhưng phía sau sân khấu, các bạn luôn đã nụ cười thật tươi và chia sẻ cùng nhau nhiều câu chuyện về âm nhạc tài tử cải lương. Mong các thí sinh sẽ tiếp tục cố gắng, giữ niềm lạc quan và niềm tin để đi hết hành trình của cuộc thi. Quý vị khán thính giả thân mến, chiều nay chúng tôi mời quý thính giả tiếp tục đồng hành và thưởng thức các tiết mục dự thi của các thí sinh ở buổi bán kết 4. Nhưng trước khi đến với phần thể hiện của các thí sinh, mời quý thính giả nghe lại phần trích dự thi của thí sinh đạt số điểm trung bình cao nhất trong tuần qua, thí sinh Nguyễn Thanh Sáng đến từ Long An với câu 5, câu 6 trong bài vọng cổ Tình mẹ với quê hương của tác giả Minh Thùy. Nhớ lại ngày nào bóng mẹ yêu thương đưa tiễn con lên đường chiến đấu. Mặt nước Tiền Giang thì thầm trong đêm vắng, mẹ lưu luyến nhìn con khuất bóng giữa sông đầy. Hồi ấy con đi ngày vắng đêm dài, mẹ trở lại chơi mái nhà tránh sách nát. Ngày tháng âm thầm nắng tát mưa xa, đời mẹ nghèo trải lắm phong ba, vẫn trong sáng niềm mơ tươi dòng suy. Giữa bao bom thù với quê hương vẹn dư, ôi tình mẹ thiêng liêng biên tập viên Ngọc Thu. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hội đồng giám khảo cuộc thi hôm nay gồm có nhạc sĩ, thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải, chủ tịch hội đồng giám khảo; nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan, ủy viên hội đồng giám khảo; nhạc sĩ Văn Ngọc, ủy viên hội đồng giám khảo; và soạn giả Minh Thùy, ủy viên hội đồng giám khảo. Thưa quý vị, để tạo điều kiện cho các thí sinh thi tố tài năng hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ban nhạc cải lương gồm có các nhạc sĩ Quang Vũ đàn guitar, nhạc sĩ Văn Sinh đàn kim và nhạc sĩ Ngọc Tuấn đàn tranh. Thưa quý vị và các bạn nghe và xem đài gần xa thân mến, sau đây chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để bắt đầu buổi thi chiều hôm nay. Chúng tôi xin mời các thí sinh có mặt trong buổi chiều hôm nay bước ra sân khấu để chào hội đồng giám khảo và quý vị khán giả. Xin mời các bạn bước ra sân khấu và một lần nữa mời tất cả quý vị khán thính giả gần xa hãy ngắm nhìn các thí sinh của chúng ta đang lần lượt bước ra sân khấu. Thí sinh Nhan Chi, Cà Mau, sinh năm 1999, số danh 04. Lan Nhi, mời bạn bước lên một bước. Thí sinh Quang Đức, sinh năm 1979, Thái Bình. Thí sinh Diễm Ngọc, Sóc Trăng, số danh 36. Thí sinh Thủy Tiên, số danh 12, An Giang. Thí sinh Thanh Hải, Long An, số danh 28. Thí
thí sinh Hứa Trung Thành, số danh 44 Trà Vinh, số danh Lê Hữu Phúc 20 An Giang, và người cuối cùng đó là Hùng Vương, số danh 60 đến từ tỉnh Bến Tre. Mời các bạn vào phía bên trong để chuẩn bị phần dự thi của mình. Kính thưa quý vị, các bạn nghe và xem đài gần xa thân mến, bây giờ chúng ta hãy lắng nghe phần thi tài của thí sinh Lan Nhi, số danh 04, sinh năm 90 tại Cà Mau. Đầu đời mẹ dạy cho con
bạn Lan Nhi ca cổ bản và hai câu dòng cổ của soạn giả Xuân Thơm mang tên Đoàn Tàu Huyền Thoại câu 1 và câu 2. Bạn Lan Nhi hãy nhìn thẳng vào sự thật ha. Nhạc sĩ Quỳnh Khải 18, nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan chắc cũng 18 luôn. 18-20, nhạc sĩ Giang Ngọc 18 và soạn giả Minh Thùy 18,10. Xin cảm ơn hội đồng giám khảo. Cảm ơn Lan Nhi. Tiếp theo là phần dự thi của thí sinh đến từ một tỉnh miền Bắc, đó là Thái Bình. Bạn Lê Quang Đức, số danh 52, sinh năm 1979. Quang Đức sẽ ca Bình Bán Chấn 10 câu và hai câu dòng cổ của soạn giả Quỳnh Sang, Niềm Tin Chiến Thắng câu 5 và câu 6. Năm năm ba từ giá biệt thì kiều lòng thương xót trăm chiều, sự giác nghiêng rong đường dân chưa một ngón trầm mình trên sông lặng, tiếng đường giá thiên ông vẫn cánh bèo trôi dạt, nàng hai còn mê mang ngạo ngàm mà Nam chung một ngôi nhà. Dân tộc Việt Nam chung dây rừng hà, cùng sống cạnh thanh bình no ấm, tô thắm quê mình ngày càng đẹp càng. Dân có giàu thì nước nhà mới mạnh, lời Bác Hồ con ghi mãi ở trong tim. Bác là niềm tin trong lòng dân muôn thuở, là tâm thương tràn đời muôn đời. Thank you.
cho nước cho hương dân, cả một đời không màng chút riêng tư, bác luôn nghĩ về tự do đồng lập, đem âm nó thanh bình cho dân tộc, bác nhớ miền Nam trồng trái tim hồng. Nay bác Nam sum họp một nhà, bác đã tạo niềm tin để chúng con chiến thắng. Sao vàng cờ đỏ tung bay, đón nước muôn đời ơn bác cùng chơi. Em đứng đâu tôi hỏi chút xíu rồi, do ngồi trước khi tôi đọc số điểm ha. Em ở Thái Bình nhưng mà em sinh ở đâu? Sinh ở Thái Bình hay là sinh ở trong đây? Dạ, em sinh ở Thái Bình. Thái Bình? Dạ. Sao không, không hát chèo mà hát cải lương? Thầy em cũng vào trong miền Nam cũng được gần 20 năm rồi. À. Cho nên thì cái đất ở miền Nam và miền Tây Nam Bộ thì cái nghệ thuật đờn ca tài tử cải lương thì nó phát triển nhiều hơn và mạnh hơn so với lại nghệ thuật chèo người miền Bắc. Và đồng thời em đang sinh sống và công tác tại trong này, cho nên em cũng thấy cái môn nghệ thuật nó hấp dẫn và cũng lôi cuốn mình, cho nên em cũng... Nó hấp dẫn ở chỗ nào? Dạ, hấp dẫn là này, trong cái một bài vòng cổ thì nó có lúc trầm, lúc bổng. Rồi khi mà lên quãng thì phải lên đúng độ, mà xuống thì đúng đủ cái âm của nó. Thì nói chung là nó nhiều cái nào để nói. Tôi thấy chèo cũng thế mà. Em cứ biết hát chèo không? Dạ, biết chút chút ạ. Thì em hát thử tôi nghe. Tôi lại khoái hát chèo. À, tôi ở Long An nhưng mà khoái hát chèo. Đâu em chèo trống thế nào? Dạ. Đất nước rộn lời ca, chốn quê hương nhà hàng cây cao vời vợi, trong bóng cờ bay trên đường đi tới dệt bầy làng soi, câu hát niềm tin gọi đêm hì nay. Ôi giời, kinh quá, hay quá, em hát hay quá. Tôi nói thật với em, tôi ra Hà Nội tôi hát chúng ta đi đi chợ dốc, ta ngồi gốc gốc cây đa, thấy cô quy âm thấm cô mặc à, tức là cô mặc cái áo, còn áo gì tôi không biết. Tôi nói chơi cho vui nhưng mà để các bạn thấy là cái văn hóa Việt Nam nó phong phú lắm. Bạn hát chèo hay thế. Hiện nay đang công tác ở đâu? Dạ, đang công tác ở quận 6 ạ. Quận 6, em làm nghề gì ở quận 6? Làm bộ đội. Bộ đội? Dạ. Ôi giời. Ôi, dành một tràng pháo tay cho bộ đội. Bà con cô bác thấy bộ đội là phải đẹp trai cỡ này mới đánh giặc được. Như mấy nước khác nó ớn lắm. Rồi, chúc mừng chú bộ đội ha. Bây giờ dạ, coi số điểm sao nghệ sĩ Quỳnh Khải nè. 18,86, nghệ sĩ Tú Phượng Loan chắc chắn là 18,87, thấy chưa? Phụ nữ bao giờ cũng chấm điểm cao hơn nam. Chú ý như thế. À, nhạc sĩ Văn Ngọc 18,87 và soạn giả Minh Thùy 18,88. Xin cảm ơn hội đồng giám khảo. Vâng, xin cảm ơn bạn. Tôi hết sức là xúc động. Hồi nãy tôi đọc cái hồ sơ tôi thấy có một em ở Thái Bình. Thấy rồi, các bạn thấy không, là hát chèo rất là hay. Tôi hy vọng rằng bạn này sẽ được vào vòng chung kết. Một là vô chung kết, hai là không vô thôi, chứ không có con đường nào khác. Tiếp theo là thí sinh đến từ tỉnh Sóc Trăng, số danh 36, Nguyễn Diễm Ngọc, sinh năm 1990. Bạn Diễm Ngọc sẽ ca Tây Thi lớp 1 và hai câu dòng cổ của soạn giả Ngọc Thảo mang tên Người Mẹ Bên Dòng Sà No, câu 1 và câu 2. Kính mời quý khán thính giả gần xa cùng thưởng thức. Ông cùng đã làm
giọt máu cuối cùng. Thà tháp danh thơm còn hơn sống nhục, nói giáo ngoại bang làm hại sơn hà. Không bờ gốc cây công tăng cắn gà nhà, phản lại đồng bào quên gốc cổ quê cha. Tôi dừng chân bên ngôi nhà của mẹ giữa mùa mẹ bay lá non tơ. Ngoài đồng xa con cúm núm bơ vơ đang gọi bạn về thay tổ ấm. Chiều buông nắng ngoài đồng xa con cúm núm bơ vơ gọi bạn. Trời đổ mưa mà sao tiếng chim vẫn còn kêu lạc lòng cho nỗi niềm riêng triều nặng dây gầy. Chỉ có vậy thôi mà đôi mắt mẹ chớ buồn. Mẹ đứng lặng nhìn dòng bà nó con nước lớn để gửi hồn mình vào từng rách nhỏ. Lòng giữa đồng nắng đang kiên nhẫn chờ bạn về thay tôi. Chiều cứ mưa con nước cứ đông đầy, mẹ nghe lòng mình xót sao nổi nhớ. Ngồi đó bên dòng xà nó cuộn chạy dấu nước mắt riêng mình trong từng con sông quê hương. Trên bàn thờ nghi ngút khói nhang chồng con của mẹ bốn người là liệt sĩ. Cơn gió chiều lai hàng mẹ rung rầy, từng chiếc lá lìa cành cho lòng mẹ buồn thêm. Em ca xong em thấy sao? Hả? Khoan em để cái micro lên cho. Dạ, em ca quá xong. Rung. Quá rung hả? À. Nhỏ lớn đi thi mấy lần rồi? Hay à, ai xúi đi thi vậy? Dạ, bạn. Bạn là đứa nào? Đâu nhỏ nào? Đâu ai đâu? Hả? Dạ, con trai hay con gái? Dạ, con trai. Con trai hả? Con trai là con nào đâu? Đâu con trai là ai đứa con trai? À. Trời ơi, đẹp trai dữ nha. Cái này là bạn trai hay con trai? Dạ anh trai. À anh trai, phải nói cho nó rõ ràng. Đó, cho nó rõ ràng đó. Rồi giờ là số điểm của hội đồng giám khảo. Thi xong rồi ai chở về nhà? Dạ tự chạy xe về. Ủa sao cái anh đó không chở về? Dạ đâu có chung nhà. À, thôi kệ ha. Vô ngồi hên xui. Nhạc sĩ Quỳnh Khải 18,88, nghệ sĩ Tú Vượng Lân 18,85,
nhạc sĩ Văn Ngọc 18,86 và soạn giả Minh Thùy 18,87. Xin cảm ơn hội đồng giám khảo. Tôi giới thiệu giống viên trưởng quá, vô ngồi tại có Kim Mao Sương Dương Tà Tốn ngồi trong trên hội đồng giám khảo. Cái gì đưa em? À, cái đây chút xíu tôi sẽ đọc. À, Diễm Ngọc Sóc Trăng, người bài sông Sài Gòn. Bây giờ là tới cái khoảng là tôi sẽ đọc thơ. À, đây là cái bức thơ của một khán giả ở đài ở cái tỉnh nào đó xa lắm, chắc tôi... Đây là bài thơ tặng đài lần trước, tôi xin gửi cho anh Luân đọc. À, ở đây có đài tàng hình nha, đó là tàng chứng vật chứng nha, đây không phải thơ của tôi nha. Nhiều khi có mấy bức thơ viết cái nói chắc ông Hữu Luân này ông xạo á. À, ông nói ông đọc đi, ở đây đó rõ ràng thơ không? Có ký tên đàng hoàng không? À, có tàng chứng gì đó mà. Bài thơ nội dung như sau. Năm nay 78 tuổi rồi. Là cái người làm thơ này bài năm nay 78 tuổi rồi. Năm nay 78 tuổi rồi. Tuy già vẫn thích nghe bài cải lương. Chương trình tôi nhớ vẫn vương, đó là tuyển chọn cải lương hàng tuần. Thường xuyên thứ bảy một lần, thí sinh các tỉnh xa gần về thi. Hữu Luân giọng nói lạ kỳ. Ý ông nói tôi là người bất thường. Nó lạ kỳ. Động viên khán giả người thi khối hai, dẫn chương trình thiệt là hay. Tuy chưa gặp mặt bắt tay một lần, nhưng tôi cảm thấy rất gần. Nghe lời anh nói muôn phần thân thương. Những bài thi hát cải lương bay cao trầm bổng du dương vào lòng. Bình điền phân bón ruộng đồng, bao năm tài trợ để cùng mua vui. Bao năm tài trợ để cùng mua vui. Chương trình lớn mãi không thôi. Ruộng đồng tươi tốt thấm lời thi ca. Lúa khoai năng xuất mãi ra, cho đời no ấm đậm đà cải lương. Lòng dân yêu mến vẫn dương, chương trình tuyển chọn cải lương hàng tuần. Tôi Lê Minh Căn kính tặng ban văn nghệ đài phát thanh và đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Xin hết. Vâng, xin cảm ơn bạn nghe đài. Coi như là thời đại này mà làm thơ và viết như thế này là tôi hết sức là trân trọng. Bởi vì cái thế hệ sau á, nhiều khi viết chữ nó xấu quắc à. À, tại vì đánh vi tính hết rồi. Cái thứ hai nó đâu có thời gian để mà làm thơ như thế này. À, tôi hết sức là kính trọng và xin một lần nữa cảm ơn anh Căng đã bày tỏ tình cảm của mình bằng một bài thơ rất là dễ thương. Và bây giờ tới phần thứ hai, đó là phần thi ca cổ. Alo. Alo. À, dư vậy ho, nãy tôi ho, bắt nhức ho đó trời. À, em tên gì ở đâu? Dạ em tên Trương Phúc ở Đồng Nai, em chào anh Hữu Luân à. Dạ, chào em. Em hồi nãy em coi đài tàng hình đó là em nghe radio. Dạ, chắc em hồi nãy em nghe radio anh Hữu Luân, tại vì em là người kiếm thị đâu được coi truyền hình đâu, nghe tiếng anh hoài mà ái mộ anh lắm mà đâu, không được thấy được hình này dung nhan của anh Hữu Luân. Bây giờ trước khi mà em hát, em tưởng tượng tôi là một người đàn ông như thế nào, em nói tôi nghe coi. Em tưởng tượng hả? Em tưởng tượng chắc anh Hữu Luân chắc đẹp trai dữ lắm. Cao chắc gỡ 1m8. Cao nhiêu? Gỡ 1m8. Ồ, quá sướng nha. Rồi, em nói tiếp đi. Em tưởng tượng nha, anh Hữu Luân chắc cũng đẹp trai mà, chắc phong độ dữ dội lắm. Ừ, phong độ đúng rồi. Lâu lâu anh phong giật một bữa cũng có. Lâu lâu anh trúng gió có, cái đó vô bệnh viện hoài à. Rồi, nhưng mà cái giọng của anh, em thấy cái giọng mà anh nói thiệt, anh thắc mắc, anh đâu phải là dĩ nhiên hài đâu, nhưng mà nhiều người nói với anh đó là nghe cái anh nó mắc cười là sao? Cái giọng của anh đó, anh nói hết sức đàng hoàng, chứ anh đâu có chọc cười đâu. Như biết là anh không chọc người, nhưng mà cái mỗi lần anh cất giọng lên là tụi em mới thấy nghe tự nhiên, cảm thấy nó không thể nào tả được á, nó không phải như duyên hài mà thấy nó thích thú, nó hay hơn hài nữa đó. Ở vậy hả? Nhưng mà anh nói thiệt với em là anh là người ở trển á, anh xuống đây dạ. Anh công tác rồi sau này anh lên trển anh ở chứ ở dưới đây nó phức tạp lắm. Dạ thì đúng rồi, nếu anh là người ở trển, em là người ở dưới á, mà cho nên thích người ở trển. Thôi giờ, ông vậy anh nói thiệt với em á, đó cho đó cho nên anh nói với em á là lâu lâu anh ghé Trần Gian này, ghé đài, anh công tác, hôm nay là công tác 20 năm rồi, xong cái này là anh cũng lên trển á, chứ dưới nên nó phức tạp lắm. Thôi vậy không nói nhiều, bây giờ em hát bài gì, ca bài gì? Dạ em ca câu 1, Sự Tích Cây Nguyên Ương nha. Sự Tích gì? Sự Tích Cây Nguyên Ương á, bài của anh Châu Thanh á. Ấy hả, câu 1 á, câu 2, câu 1 phải không? Dạ, câu 1. Rồi,
mời bà con cô bác gần xa dành một tràng pháo tay. Này có trong đồ bán quá giờ dần dư phía bắc liền đi giữa vùng trời giống bao nhân tình cảm hai ta trọn đời chung thủy thì đừng nói tiếng Việt đi cho lòng anh tan nát đừng không nữa em ơi dẫu biết giờ đây chúng ta mỗi người mỗi ngà nhưng không bao lực nào ngăn được tình yêu hai ta trọn đời chung thủy thì đừng nói tiếng Việt đi cho thiền đức đoạn mối ta lòng. Nói với em không phải là người ở dưới đâu, em cũng là người ở rảnh luôn đó. Cái hơi em dài, người ở rảnh nó hơi nó không có dài vậy. Người ở rảnh nó hơi dài, còn người ở dưới hơi ngắn lắm. À, bây giờ nè, em tên gì để em nói để anh chấm điểm hả? Dạ em Trương Phúc, em ở Trương Phúc ở Cẩm Mỹ Đồng Nai. Em Phúc Đồng Nai, rồi ok là dạ. Phúc người ở rảnh Đồng Nai. Rồi xong. Dạ. À, mời thí sinh thứ hai. Cái này là chấm điểm bằng vỗ tay nha chứ không phải là alo. Alo. Dạ alo ạ. Trời đất ơi, em ở đâu vậy em? Em ơi. Dạ con chào chú Hữu Lân ạ. Dạ chú. Tưởng vô kêu chú là thôi tôi không có làm ăn gì được hết. Rồi. Cháu là ở đâu mà nãy chú hỏi hoài không thấy? Dạ cháu ở Châu Đốc An Giang ạ. À. Hả? Dạ cháu ở Châu Đốc An Giang. À, cháu ở rảnh luôn. À, An Giang là gần Châu Đốc, là ở tỉnh Biên hay là ở ở tại Châu Đốc? Dạ ở gần bà Châu Đốc ạ. À, ở gần bà chú xứ Châu Đốc phải không? Dạ đúng rồi chú. Rồi vậy là con là một năm là con tới con thăm bà mấy lần, con nói cho chú nghe. Alo. Dạ ít lắm chú. Ít lắm hả? Một năm con mới ghé thăm 2-3 lần với chú, một năm là chú xuống chú thăm bà 1 lần đó. À. Dạ tại vì tới gần lớn rồi. Mới đi rồi, vậy con cháu ca bài gì? Dạ cháu hát bài Thương Quá Việt Nam ạ. Dạ Thương Quá Việt Nam. Mời bà con cô bác dành một tràng pháo tay. Dạ cháu không có nghe đờn rõ chú ơi. Con không cần nghe đờn, con cứ ca đi đờn theo con mà. Thank you.
cháu có nghe đờn không? Dạ cháu không có nghe đờn rõ chú ơi. Không, vậy mới hay chứ, không nghe mà vẫn ca được như thường nó mới hay. Ở thế giới mình chơi vậy, chỉ có Việt Nam mình chơi vậy thôi. Nhưng mà cháu cũng không biết là chúng vậy hay không nữa, cháu không có nghe tiếng đờn luôn. Một trúng hai trặc con yên tâm. Rồi giờ thí sinh thứ ba. Alo. Alo, chào anh Hồng Lưng. Chào em. Em ở đâu đó? Dạ em ở Gò Công Đông, Tiền Giang anh. Gò Công Đông, Tiền Giang. Rồi em năm nay là bao nhiêu tuổi? Tôi hỏi để tôi xưng hô chứ không quá vậy đó. Dạ em năm nay vừa tròn 58. Vậy tôi mới kêu bằng sư huynh rồi. Tôi mới có 57 à. Rồi. Sư huynh hiện nay đang làm nghề gì sư huynh? Dạ ở dưới đây chỉ có trồng màu không anh ơi. Trồng gì? Trồng hoa màu á. Hoa màu á, được bao nhiêu mẫu? Dạ ít lắm, có mấy công à anh ơi. Mấy công là mấy công? 3-4 công gì hả? 3-4 công là 3-4 ngàn mét vuông, còn nói gì nữa? Đại gia dạ, rồi giờ tôi ở Sài Gòn có mấy trăm mét vuông à? Mấy dạ, chục mét chứ không được mấy trăm đó. Dạ, ừ. Vậy chứ cũng ít lắm. Hả? Rồi nghe chương trình này lâu chưa? Dạ lâu rồi. Rồi có mơ ước gì không? Bây giờ cho ông một điều ước, ông ước gì? Dạ không, đâu có ước gì đâu, cha để vui đem luôn chơi chứ có ước gì đâu. Chơi hả? Rồi ở chỗ ông là buổi tối ông đi đâu chơi? Ông chơi gì? Ở nhà xem tivi anh ơi. Rồi không có đi đâu chơi hả? Dạ ít đi lắm, có lâu lâu thỉnh thoảng đi lại mấy đứa đờn chơi á, mấy đứa bạn đờn á. À, rồi chơi rồi ăn gì? Dạ uống nước trà chứ đâu có ăn gì đâu anh. À, uống trà đá hả? Trà đá hay trà nóng? Dạ trà nóng. Trà nóng hả? Rồi chơi xong về? Dạ về ngủ. Vậy được, cha này đàng hoàng. Được, ráng nha, cố gắng là chơi cái này phải hết sức sẵn sàng đàng hoàng. Thôi giờ ông ca bài gì ông nói tôi nghe. Dạ ca bạn câu 1 của bài Biển Thức của sáng tác Đặng Ái Việt anh. Rồi, mời quý vị và các vị mát dần đàn cho đàn viên kép giùm mình. Viên kép nha, rồi. Tôi biết số điểm ông sao rồi. Rồi bây giờ ở đây tôi có 3 giải. Giải đầu tiên là 500, giải thứ hai là 300. Cái ông Hoàng này là chắc là giải 3 đúng không? Phải không? Đúng không? Giải 3 là có nghĩa là cũng dữ lắm. Thứ 3 cũng dữ là không có tiền. Vậy thôi. Còn giờ hai người giải nhất giải nhì giờ ai? Bây giờ cái ông ở trển, cái ông mà cái ông mà hơi dài đó, ông tên gì? Ông Phúc à, giờ là ai mà đồng ý ông Phúc đoạt giải nhất 500 ngàn rồi đó. Anh Phúc ơi. 500. Rồi ok, bắt tay cái. Rồi xong, cái người thứ hai là biết rồi, đúng không? Là cô gì?
À, cô Tiên. Cô Tiên là 200. Ủa, 300, 300. Ai đồng ý cô Tiên 300 vỗ tay. Rồi thôi anh Hoàng, hẹn may mắn lần sau. Tôi hay chơi với số lắm, hẹn may mắn lần sau. Vâng, nói như thế để chúng ta thấy là cuộc chơi chúng ta hết sức là thú vị. Và tôi nói với quý vị là chương trình này nếu có một cuộc thống kê đầy đủ thì tôi nghĩ là rất là nhiều người đang nghe ở Côn Đảo, rồi bà con cô bác hiện nay đang đánh cá ở ngoài khơi, ở Phú Quốc, và thậm chí bà con cô bác của chúng ta ở chợ mới Campuchia, ở Phnom Penh cũng nghe chương trình này. Xin bà con cô bác trong căn phòng hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để gửi tặng những tình cảm của người con dân thành phố Hồ Chí Minh và trong đất liền đối với các chiến sĩ của chúng ta đang bảo vệ ngày đêm ở biển đảo quê hương của chúng ta, biển đảo Việt Nam. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị các bạn nghe đài gần xa thưởng thức phần dự thi của thí sinh mang số danh 12 Lâm Thị Thủy Tiên, sinh năm 1987 tại An Giang. Bạn Thủy Tiên sẽ ca Nam Xuân 8 câu và 2 câu vọng cổ của nghệ sĩ ưu tú Trúc Linh, Bông Bồn Bồn Rụng Trắng câu 5 và câu 6. Thank you.
chục năm rồi anh mới trở về quê. Không có vợ anh yêu nên cho nên bè bạn đồng đội mới quan tâm thăm hỏi. Anh nói vợ anh quen sống ở thành, có máy lạnh nước không tên, sợ cái nắng của đầm chơi, sợ nước cao, sợ mũi căng. Phải chi hồi đó của ba hiền thương tôi thì tôi đâu có khổ, đâu phải xa bạn bè, xa xứ sở quê hương. Tôi được ăn bông bồn bồn con ba kia xứ đầm chơi, những món đặc sản mà ngày xưa mẹ nuôi tôi cùng. Đầm nay không sao động, để bóng bồn bồn không còn rung trắng như xưa. Biết nói sao cho già, vừa tóc em bạc trắng, xin tay bóng bồn bồn. Rồi con ca xong con đi vô đi con. Nghe là biết điểm nhiều rồi. Ca tự nhiên rất nhịp, tôi nghe cái cốc tôi nhức đầu. Nhạc sĩ Quỳnh Khải 18 thôi, rồi ngày chốc luôn. Nghệ sĩ Hương Loan là cũng có lòng nhân đạo chút xíu, cho thêm 2 chỗ, 18 với 20. Nhạc sĩ Văn Ngọc chắc cú 18. Và soạn giả Minh Thùy chắc cũng 18 thôi. Kim Mao Xuân Dương Tạ Tốn mà tu luyện rồi dữ dằn lắm nghe không? 18 hay 08, quá hay luôn, số rất là đẹp. 18 hay 08, xin cảm ơn hội đồng giám khảo. Tiếp theo là phần dự thi của thí sinh đến từ tỉnh An Giang, không phải An Giang mà Long An. Số danh 28 Phạm Thanh Hải, sinh năm 1990. Bạn Thanh Hải sẽ ca Xuân Tình lớp 1 và hai câu dòng cổ của Xuân Dạ Tống Công Lực, Lá Thư Đồng Đội câu 1 và câu 2. Mẹ ngồi đó bên cầu ao cây khế trước hiên nhà, nắng chiều tà soi bóng mẹ liêu xiêu, dắt lá điều yêu những lung đêm về, nhớ gõ xưa lời mẹ ru nghèo quạt mo cao trên tay mẹ dịu dàng, cho con vào giấc ngủ mơ màng. Khi ngoài trời vàng thiên lý đơm bông, nhớ cây khế bên cầu ao trổ nụ, hương ngói thơm trái chín đầu mùa, tuổi ngày thơ thỏ sức nô đùa. Những buổi trưa hè bè trái chia nhau, con nhìn mẹ qua cầu tre lắc lèo, giọt nắng xô nghiêng bóng mẹ hao gầy, mẹ nặng quặn đôi gánh trên vai, ôm gánh bâng bâng giữa buổi chớ chiều, con ngóng trong mỗi buổi chiều tan chờ. Bên cầu áo con đứng đợi mẹ về, mẹ mua cho con nào bánh nào quà, con nghe lòng thương mẹ quá mẹ ơi. Có những lần mẹ đưa con về quê ngoài, bên dòng sông con đò xa dịu dời, ngoài ôm con nghẹn ngào khẽ nói, mẹ con một đời dắt và lòng đông, lo chồng lo con lo cuộc sống sinh tồn, đói no khổ lạnh mẹ một mình riêng mang. Những lúc ốm đau trái gió chở trời, mẹ giang tay che chở cuộc đời chúng con. Đã lâu lắm rồi
tôi cất giữ nâng niu những lá thư từ chiến trường anh gửi. Lòng lâng lâng cứ mỗi lần đọc lại, anh nói đợi tao về cưới vợ ở quê. Chỉ có mơ ước nhỏ nhoi nhưng đời lính không đạt thành ý nguyện. Cuộc chiến đi qua tôi trở về quê cũ, còn anh ở nơi đâu sao chẳng thấy anh. Tôi ngày hôm sông thống nhất, mình sẽ trở về cưới vợ ở quê. Mơ ước đơn thuần nhưng đâu dễ phải không anh, cũng bởi chiến tranh xóa tan niềm ước vọng. Lúc ở chiến trường tôi may mắn hơn anh, được xuất ngũ trở về tâm thân đầy thương tình. Sau trận đấu tranh tôi rời xa đơn vị vì bị trọng thương trong đợt chống càng. Còn một bàn chân tôi để lại chiến trường, về đến quê hương tôi mong chờ khắc khoải, đợi ngày anh về mình thực hiện mình sẽ cưới vợ ngoan hiền, xây tổ ấm tương lai để bù đắp lại những thiệt thòi mất mát. Đời lính phiêu lưu dài đây mãi đó, hạnh phúc muốn tìm thật có phải không anh? Sau đây là số điểm của hội đồng giám khảo. Nhạc sĩ Quỳnh Khải 18, nghệ sĩ ưu tú Phương Loan 18. Vâng. Nhạc sĩ Văn Ngọc 18 và soạn giả Minh Thùy 18.07. Xin cảm ơn hội đồng giám khảo. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp phát thanh và truyền hình trên kênh AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trên HTV1 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình này được sự tài trợ bởi thương hiệu đầu trâu thuộc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trân trọng thông báo nhằm giúp bà con nông dân ứng phó với những tác động xấu của biến đổi khí hậu như hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra trên nhiều nơi, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã nghiên cứu và đưa ra thị trường phân bón chuyên dùng đầu trâu mặn phèn rất có hiệu quả trong việc bón lót cải tạo đất, giảm ngộ độc do mặn phèn, thúc cây ra rễ, tăng sức đề kháng với các điều kiện bất lợi. Đầu trâu mặn phèn hiện đang có bán tại các đại lý phân phối chính thức của Bình Điền trên toàn quốc. Cuộc thi giọng ca cải lương hàng tuần năm 2016 diễn ra vào lúc 14 giờ đến 15 giờ 45 và mỗi buổi chiều thứ bảy hàng tuần tại Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Các thí sinh với nhiều độ tuổi khác nhau đến với cuộc thi để được thể hiện tài năng của mình qua các thể loại như đơn ca, song ca, ca hài, trích đoạn cải lương.
Cuộc thi giọng ca cải lương hàng tuần năm 2016 được phát thanh trực tiếp trên sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời quý khán giả đón xem. Danh 44 Hứa Trung Thành sinh năm 1981 tại Trà Vinh. Bạn Trung Thành sẽ ca Đảo Ngũ Cung 4 câu và 2 câu giọng gỗ của soạn giả Thế Dâu trong đoàn cải lương Chiếc Bóng và Nỗi Quan Tình câu 4 và câu 6. Anh biết chị Lan của em thương anh nhiều lắm, biết từ đây xa anh vĩnh viễn, nên mới mượn chốn thiền mẫu chốn sầu lập thảm để quên đi. Cành trái ngang phần bé bàng, anh càng thấy thương ta, lòng anh như nát như tan. Tìm biết bàn ơi, quan tình này kiếm cô hai.
Sau đây là kết quả của hội đồng giám khảo. Nhạc sĩ Quỳnh Khải 18, nghệ sĩ ưu tú Vương Loan 18, nhạc sĩ Văn Ngọc 18, soạn giả Minh Thùy 18,05. Cảm ơn hội đồng giám khảo. Con quỳ gối con lại cỡ nào đi, ở điểm cũng vậy thôi. Vâng. À, biết không? Dạ biết rồi. À, thôi vậy được rồi, trở về đơn vị gốc. À, cảm ơn con. Quý vị thấy không? Hội đồng giám khảo tụi tôi là mấy chục năm nay không có từ kiểu lại. À, quỳ gối lại được điểm vậy thôi. Sau đây là số... À, khoan, sau đây là tôi xin công bố danh sách các thí sinh sẽ dự thi vào tuần sau. Nguyễn Thị Hoa Sen, Bình Dương, Trương Thị Trương Quỳnh Anh Nhi, An Giang, Nguyễn Văn Đều, Tiền Giang, Nguyễn Thị Bích Giang, Cà Mau, Lưu Thị Kim Ngân, Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Trung Em, Long An, Trà Văn Mảnh, Sóc Trăng, Dương Hoàng Lâm, An Giang. Mời các thí sinh đọc tên nêu trên liên hệ ban tổ chức và đến đài vào sáng ngày thứ Bảy 30 tháng 7 2016 để tập dượt và dự thi vào buổi chiều cùng ngày. Khi đi các bạn nhớ mang theo giấy chứng minh nhân dân và phiếu danh. Xin cảm ơn các bạn. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị các bạn nghe và xem đài gần xa sẽ thưởng thức phần biểu diễn của nữ nghệ sĩ Kim Thoa. Vâng, xin dành một tràng pháo tay cho nữ nghệ sĩ Kim Thoa. Dạ, lần đầu tiên cho phép Kim Thoa xin gửi đến ban giám khảo cùng tất cả quý vị khán giả nghe đài gần xa lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng thân thương nhất ạ. Hôm nay Kim Thoa là sẽ ca phục vụ cho bà con cô bác bài ca dòng cổ nào? Dạ, để giao lưu chương trình hôm nay Kim Thoa xin gửi đến một bài tân cổ giao duyên được mang tên Chuyện Hộp Tang, lời nhạc của nhạc sĩ Quốc Dũng và Kim Thoa là người viết lời giọng cổ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Một lòng yêu chỉ có em thôi.
lòng nhưng sao lệ mãi rơi. Âu yếm lau mắt cho em rồi anh khẽ nói, anh sẽ quay về đừng buồn nữa. Hết sức là hấp dẫn, đó là thi cái này biết đi được không? Có sập không đây? Là ở trên mấy cái game của đài truyền hình đó, là chỉ cần một nốt nhạc là đoán cái bài đó là bài gì. Nhưng cái đó là bình thường, cái thế giới người ta chơi rồi, phải không? Chỉ cần một nốt nhạc thôi, nhưng ở đây là ở trên tấu một đoạn nhạc và ở dưới là đố, đó là điệu gì. À, cái điệu chứ không phải là bài. À, cái này khó nghe mà khó biết lắm.
Tôi giới thiệu chương trình tôi còn không biết mà. Chứ đâu phải là cái gì tôi đố tôi không biết đâu. Đây là nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan biết mà. Tôi giới thiệu chương trình không phải gì tôi không biết đâu. Vì tôi không biết gì hết á. Mà nhờ không biết như thế là tôi mới là giới thiệu lâu đó. Ở đời mà biết hết rồi thì sống sao được, đúng không? Do ngoài là do đó cho nên bây giờ là bài bản dự đoán tại khán phòng. Câu số 1. Đó là thể điều gì? Đó là thể điều gì? Đó em, mời em nhỏ ra quy số. Em ra đây nè, đây nè, đi ngồi đi, cứ trúng cái anh Trung liền. Anh hay bảo thơ thì mấy triệu, tôi không biết là tiền gì hay là cái gì này. Hả? Em lên đây là cho đài tàng hình lập biên bản nha. Trời ơi, em này là mặc đồ đẹp nha, em tự giới thiệu luôn đi. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Trinh. Em xin giới thiệu, em xin đón điệu gì rồi là Miên Hậu Hồi Cung. Miên Hậu Hồi Cung. Dòng Nguyễn Thị Ngọc Trinh. Em là xuất sắc đám sài. Em đóng đặt rồi. Cái đó đóng đặt rồi. Rồi đứng đây, đứng đây, đứng đây, khoan đứng đây, đứng đây. Rồi, đây, mời sư huynh. Khoan, sư huynh này ra giữ nha. Sư huynh này có vẻ nghiên cứu dữ à. Sư huynh này có vẻ một nhà nghiên cứu hết sức là sư huynh này nói chắc chắn là trúng. Một là trúng, hai là trật thôi chứ không. Cho bạn ba mấy bài cho mấy bài bài mẫu hả? Gửi bài mẫu không gửi, không gửi. Nhà nghiên cứu khoa học cần nghĩ do rồi. Một là bá hoa, hai là ánh nắng, ba là ánh trăng. Điệu nhạc vừa rồi đó là bài ánh nắng. Anh đã xuất sắc trả lời sai. Đứng đó luôn. Trả lời sai bắt đứng đây. Ánh gì? Ánh nắng phải không? Sai. Rồi, đề nghị tấu lại một câu. Quyết tình. Rồi, sư tỷ, mời sư tỷ, sư huynh, sư tỷ. Anh đứng đó đi, anh đứng đó. Đón bài đó là pháo hoa. Đã xuất sắc trả lời sai luôn, đứng đó luôn. Đặt lên gì pháo hoa? Người ta bá qua ánh nắng như là ánh trăng. Ông này ánh nắng cái gì? Bá qua trật lắc luôn đứng đây. Trật bắt đứng đây rồi. Tấu lại. Đấy, anh đứng đây đâu phải lên lên. Khoan, anh trả lời trật không có trật người ta nói trật rồi đứng đó vô ngồi vô còn còn làm bầm vô ngồi. Bây giờ tôi nói là có ba cái là một là bá hoa, hai là ánh nắng, ba là ánh trăng. Ông này cũng nói ánh nắng. Đấy vậy. Trật. Đó, giờ còn cái gì? Hả? Thì ai giờ đưa tay lên? Đâu, mà chị chứ một trúng hai trật thôi chứ còn có sai. Thôi chị ra cho coi, chị mà trật là tôi bắt chị đứng lại luôn đó. Trời ơi dễ ẹt cho ngồi có như đó, cho ngồi có như đó chứ làm ở trật đứng đây rồi. Rồi tôi tên là Hoa, là Ánh Trăng. Chị trả lời xuất sắc đúng, quá dữ luôn, chuẩn liền rồi, quá dữ. Thôi chị khoan, chị đứng chị bắt tay cảm ơn ba người trả lời trật, đúng không? Nhờ có ba người trả lời trật chị mới trả lời đúng, đúng không? Cho nên thôi bây giờ tôi chung nè, rồi về chia, đúng không? Cái đó là đạo đức, đúng không? Chứ không cho ai cũng trả lời trúng hết rồi, tiền đâu tôi chi nổi. Rồi khoan, rồi mời chị nha. Rồi, đề nghị bà con quát dành một tràng vỗ tay. Đó là đạo đức xã hội, đúng không? Mình trúng là mình nhờ mấy người trật mình mới trúng, chứ đâu phải là mình trúng là mình chảnh đâu. Rồi, đề nghị là tấu cái câu hỏi thứ hai. Mời các bạn nghe đoạn nhạc sau đây và đoán đó là thể điều gì? Em lên đây em, trời em này đẹp nữa. Thường mấy người đẹp hồi nãy, cái cô hồi nãy đẹp, ý đẹp trả lời trật lắc à.
em là đẹp mà bông không nha. Giờ em phải giới thiệu tên tuổi rồi em giới thiệu cái áo luôn coi cho đài tàng hình rồi đây. Dạ em tên là Bảo Châu, đến từ quận 7. Em xin đón bài này là bài Khóc Hoàng Thiên. Anh nói thiệt với em á, anh mà trả lời, em mà trả lời trật anh chết liền trên sân khấu đó. Quá dễ luôn. Thôi chung nè. Rồi. Đấy được á. Dễ ẹt chứ còn. Không bữa này gọi là lên cái lãnh giải cái tướng đi nó khác liền. Đài tàng hình thì đáng lẽ người ta phải quay cái tướng đi lúc mà lên đó, trả lời phải quay cái bước chân nó như thế nào, không có quay cái mặt không à. Rồi ấy nói như cái đó là mình nghĩ nói chuyện cho vui vậy thôi chứ bây giờ tới là phần thứ ba. Tôi lồng tiếng cho phim trưởng rồi biết tôi giới thiệu nó méo mó luôn, xin bà con thông cảm. Mời ban nhạc tấu câu hỏi số 3. Sư huynh này là giữ nha, bạc màu xương gió là sư huynh này là bạc màu gió sướng nha. Bà đáp án. À cho bà đáp án ha, bởi vì mấy người này thanh trọng. Khoan anh với tự giới thiệu anh tên gì chứ, anh dòm cái ông quay phim kìa. Trịnh Như Hùng ở quận Tân Phú. Giờ phải cho bà đáp án mới trả lời, rồi cho liền. Cho coi, tôi đâu có giấu chứ. Một là Lý Bông Dừa. Hai là Lý Lưu Là, ba là Lý Đương Đệm. Đó, ông chọn ba trong một. Lý Bông Dừa. Lý Bông Dừa, anh trả lời sai. Rồi đứng đó. Rồi, Lý Bông Dừa sai, vô rồi, Bông Dừa sai rồi, vô rồi. Rồi cái ông này, vô rồi, cái ông này con mắt đẹp mà, vô rồi. Cái ông mặt mà áo sầm, ừ, rồi. Ông có trả lời mà sai là tôi quýnh ông. Này chắc sai chạy trước quá. Dạ em tên Phan Ngọc Điều đến từ Long An. Em xin trả lời Lý Lưu Là. Tôi cảm ơn ông, nhưng mà tôi không có quýnh ông. Ông à. Không trúng. May quá, đúng rồi. Tại sáng giờ tôi chưa quýnh ai hết á. Tôi kiếm người tôi quýnh mà kiếm gà không ra. Rồi chung liền. Rồi anh chia nha. Rồi anh hai bên chia. Đó xé là chia được. Đó là Lý Lưu Là. Trời ơi, vô ngồi. Quý vị thấy không? Cái đó là gì? Là Lý Bông Dừa đặt lất, Lý Đương Đệm đặt lên đó là Lý Lưu Là. Đó, nghe nó quen quen vậy chứ. Qua cái mấy câu hỏi này để mình biết về cái kiến thức. Thôi giờ bà con cô bác dành một tràng pháo tay cho ban nhạc của tôi đi. Đó, giới thiệu chương trình vậy đó, nói cũng mệt lắm chứ đâu có. Hồi nãy giờ tôi mệt quá. Rồi bây giờ tới phần ca dục cổ ở tại khán phòng. Cái này mới giữ nè, cái này đăng ký cả tháng mới được đó, chứ không phải là ai đăng ký cũng được đâu. Nguyễn Thị Bảo Châu. Trời ơi, hèn chi. Người ta chuẩn bị cái áo dài để đi lên tàng hình đó. Cái này là có chuẩn bị đó. Ừ. Em cứ đi thoải mái đi. Đó cái đài truyền hình đó, đó. Không lẽ em leo lên đây, em đi bộ lên. Tôi mệt thiệt là mệt rồi, giống rồi. Đó. Đừng có dấp ra nhau ngồi. Chuẩn bị áo dài, trời ơi, đứng đây. Tôi tiếc là đài truyền hình không có phát sóng cái dầu thơm. Em sức dầu thơm, nhậm thơm dữ vậy em. Đó, cho coi. Thôi, em đừng trả lời. Tại vì ở đây là không có quảng cáo dầu thơm nha. Chỉ quảng cáo là phân bón mình đi thôi. Thôi vậy, rồi em ca bài gì? Dạ, em là Bảo Châu. Xin kính chào cô bác trong khán phòng cũng như trên màn ảnh nhỏ. Và kính chào ban giám khảo, kính chào anh Hữu Lân và kính chào các thầy nhạc sĩ. Đến với chương trình Bảo Châu xin giao lưu một câu dùng cậu, bài Nghe Tiếng Bác của tác giả Lê Hoài Thanh. Mời bà con cô bác thưởng thức. Thank you.
lòng tâm lòng khát khao ngầm nước sông Hồng tìm thao thức nhớ thương về Hồng Lĩnh chiều mong con thương nhớ nước sông gọi trưa hè xin dục nở con đứng đây mà ngỡ đất nam tiếng bát lòng lòng qua gió Châu nha, Châu ca rất là hay ha. À, cho anh gửi lời thăm ông xã nhà nha với mấy cháu ha. Rồi. Ủa ổng ngồi dưới hả? Vô ngồi. Bây giờ tôi dòm, tôi có cái kinh nghiệm là tôi nhìn là tôi biết ông xã đi theo rồi. Rồi tới người thứ hai, đó là ai? Đó là bạn Võ Quốc Linh. Vâng. Trời ơi, đẹp trai nha. Đề nghị bà con cô bác trong hội dành một tràng pháo tay đi nha. Tóc bền bồng nha. Model này model là năm bè năm sáu mấy nè. Quá dữ luôn. Trời ơi, Quốc Linh hả? Trời ơi, Quốc Linh tự giới thiệu đi Quốc Linh ơi. Phải lời nói đầu tiên cho bác phép Quốc Linh xin chào và tổ chức với nhóm đạo. Chào ban nhạc, cùng với khán giả trong căn phòng, khán giả nghe đài và xem đài trực tiếp trong buổi chiều nay. Ai à, ông là ông ở quận mấy? Ông đứa này ông ở Long An hả? Hả? Cần Đước hả? À? Ông người Việt hay người Kinh? Người Việt Nam. Việt Nam, tôi nói bây giờ ông ca bài gì? Em xin chào lưu các con ông trước trong tuần à, đang dây xe. Này nói tiếng gì giống tiếng nước ngoài dễ sợ luôn vậy đó. Đêm nay ta phải đến Ngọc Hà. Ngọc Hà như làng quả của ta đó, nơi ta sinh ra. Vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn chờ, vẫn đợi như biết bao kỷ niệm ngày
vào mùa mưa lần trước anh về quê kia thăm em đèo phía một bóng mình bên nhau suốt tao đêm sao giờ chia cách đôi nơi nhìn em thương nhớ buồn ơi là buồn tặng ông ngoài ca ha, rồi cho tôi gửi lời thăm bà xã nhà nha. Ok, rồi, tôi tính chơi gáo đỏ giống y chang vậy đó, bữa nay mà tôi chơi là đụng hàng rồi. Tự nhiên mắc ca quá, thôi ông. Tôi có một bài một à. Tất chưa nhiệm vụ của tôi là tới đây giới thiệu chương trình chứ đâu phải tôi ca đâu chứ, coi tại mệt quá, tại mắc ca tội nghiệp bà con cô bác thông cảm, vô hội đồng giám khảo thông cảm, tự nhiên nó khoái bất tử vậy đó, làm nghề này nhiều khi nó cũng bị thần kinh, nếu tôi có làm cái điều gì nó sơ sức xin bà con cô bác bỏ qua. Tôi bị thần kinh thiệt á, hồi sáng đi khám bác sĩ nói là tôi thôi không nói nè. Tiếp tục chương trình, tôi mời quý vị bà con cô bác gần xa thưởng thức phần dự thi của thí sinh Lê Hữu Phúc đến từ An Giang, số danh 20, sinh năm 1982. Hữu Phúc sẽ ca bình bán chấn 10 câu và hai câu giọng cổ của Sơn Giả Thị Cẩn mang tên Người Lính Già và Chiếc Đàn Guitar, câu số 5 và câu số 6. Vinh quang một dân tộc anh hùng từ trong đêm tối mình hùng cánh sắt xiên nô lệ lầm than gian nan nỗi thống khổ nhiều nêu cơ cực đối rất bằng hàng nhạc khoan như rừng.
mô. Ánh mắt xa xăm như nhớ về kỷ niệm năm nào. Dừng lại bên mộ thằng Tuyên, ông xúc động nghẹn ngào. Tuyên ơi nghe lời trăn trối của mày, tao có tìm về nhà thăm mẹ. Mảnh đất năm nào giờ là khu đô thị mới mọc lên. Hỏi thăm mọi người ai cũng đều quên, bà mẹ năm xưa giờ còn hay mất. Ông đứng lặng bên khu đô thị sầm cung, nước mắt trào tuôn ướt đẫm lòng. Hàng đêm bên nghĩa trang, ông vẫn ơn đàn dạo lên khúc nhạc. Giọng trầm buồn nghe nao nuột xa xăm. Mái tóc đã điểm sương chưa đủ 25, ông vẫn hát để cuộc đời thêm thanh thản. Đêm biên cương mây trôi lạng đàng, thương quá cuộc đời những thằng bạn đi xa. Tiếng đàn giọng hát ngân ca tình sâu nghĩa nặng, thiết tha mặn nồng. Đêm nghĩa trang sương rơi lành lành, có người lính già yêu hoành cô đơn bên cây đàn lạc. Ông ca mà tôi có đứa em kết nghĩa làm ở báo Tuổi Trẻ nói khen ông ca hay quá. Hả? À, hay không? Dạ. Ông ca không thấy ông ca hay không? Dạ ca được. À được hả? Thôi mình tự chấm điểm mình luôn đi, ông nhiêu? Tự chấm luôn đi, ừ, để ban giám khảo chấm nãy giờ mệt lắm, nhưng mà ông chấm luôn đi. Dạ cái đó em hát vậy không biết ban giám khảo nghe thì cho điểm em chứ em cũng không biết cho nhiêu vậy. Không mà mình tự cho đi, ban giám khảo mệt lắm. Bây giờ quán nào mới nói tôi thôi mình tự cho nhiêu, 19 hay nhiêu hay 18 mấy khỏi ra giá. Dạ, em nhiêu không biết nữa hả? Không, mà cha này khiêm tốn với sợ tôi không, cái tóc về được là cao ráo đúng không? Giọng rồi ca giọng cổ mà điếc tóc rụng hết rồi. Giọng rồi cha là coi ca hay á. Giọng rồi sau đây là số điểm của đâu giọng rồi, chắc chắn là cao. Ông, tôi thấy là ông là dữ lắm, ông cao vô ngồi dưới vỗ tay lớn. Nhạc sĩ Quỳnh Khải, số danh 18-95, dữ nha. Nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan 18-96, nhạc sĩ Trần Ngọc 18-97, soạn giả Minh Thùy 18-98. Xin đội ơn hội đồng giám khảo. Tôi nãy mới có một tin nhắn vô là có khán giả coi tự nhiên cười, bây giờ đau bụng rồi giờ vô cấp cứu. Giờ bị đi khiếu nại, nói ông nói sao tôi cười đau bụng quá giờ vô cấp cứu. Tôi nói nha, cái này là tôi không có chịu trách nhiệm nha. Có nghĩa là ở đây là một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ, mà cười mà nhiều quá thôi tắt đài, đừng có coi nữa, coi cười đau bụng bây giờ chắc tin khiếu nại nó, bây giờ vô cấp cứu đúng bệnh viện. Rồi bây giờ bà con cô bác xin đại xá cho tôi nha, nếu có điều gì sơ xuất xin quý vị niệm từ tha thứ. Quý vị tha thứ cho tôi đi. Vâng, nói chơi cho vui như thế để chúng ta tụi cùng thưởng thức một phần biểu diễn của thí sinh đến từ tỉnh Bến Tre, số báo danh 60, Nguyễn Hùng Dương, sinh năm 1994 tại Bến Tre. Bạn Hùng Dương sẽ ca Tây Thi lớp 1 và hai câu vọng cổ của soạn giả Hoài Linh, Cây Sầu Riêng, Trổ Bông, câu 1 và câu 2. Nhà mẹ ở cạnh bờ sông, bên hàng dừa sao lý tre xanh. Mẹ trồng bông dây chung quanh, màu hoa giấy đỏ tươi như màu tim của mẹ. Cha đi rồi một mình mẹ lo toan.
một gia thờ chồng giữ vẹn sắc son, thay chồng nuôi dạy sao đứa con lớn lên chung lên đường lo chuyện nước non. Nhớ ngày cha hy sinh mẹ làm cơm kỷ niệm, mời bà con đến ăn uống vui vậy. Hùng bên ngoài giặc ào ạt bao vây, anh hai anh ba thoát ra liền quăng lựu đạn, mấy tên đều mang phải tan xương. Giặc qua đông lắm bước cùng đường, các anh quyết chiến cuối cùng đành tử trận. Mẹ ôm xa con mà nước mắt dài dài, chúng bắt mẹ ra tấn lưu đài. Mẹ được thả vào ngày trao trả tù binh. Hạnh nhớ ngày ấy quê hương mờ khói lửa, tôi ra đi khi chưa xanh lá sầu riêng. Bạn tình ca người tiễn đưa tôi như gợi gắm bao lời. Hạnh ơi, tôi là kẻ ra đi và thầm mong có ngày trở lại. Người vợ tưởng ôm con biến thành tượng đá, nhưng có ngờ đâu khi gặp lại nhau thì nợ duyên kia đã vỡ tan rồi. Chuyện ngày qua phải đâu là chuyện của chúng mình. Mỗi đêm hành quân tôi không rời vợ con trong tâm tưởng, nhưng khi gặp lại rồi tôi bắt buộc phải đi xa. Chữ tình chung trên kỷ vật còn đậm nét, như trái tim chung thủy sắc son thế mà. Khi nhìn con tôi chẳng dám hôn con, nhìn vợ tôi chỉ ngậm cười trong nước mắt. Hạnh ơi, trở về đây tôi không đòi lại chút tình yêu gian dở. Hãy hòn cắm vào câu hát năm xưa, em hãy đợi anh về. Không trọn bản tình ca thì trách nhau chi cho cái đắng nào nề. Tôi đã không mong gì sum họp nữa thì cũng đừng gây tội nhục cho nhau. Về đây tôi không đòi lại những mất mát, chỉ xin ai đừng đánh mất trái tim yêu. Khi quê nói vậy qua đầu mùa nở rộ trên nhanh sau đi. Sau đây là số điểm của hội đồng giám khảo. Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải 18,92, nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan 18,94, nhạc sĩ Văn Ngọc 18,93 và soạn giả Minh Thùy 18,93. Xin cảm ơn hội đồng giám khảo. Kính thưa quý vị và các bạn nghe và xem đài gần xa thân mến, chương trình trực tiếp phát thanh và truyền hình cuộc thi tuyển chọn dòng ca cải lương hàng tuần
đến đây xin phép được tạm dừng. Thay mặt những người thực hiện chương trình, kính chúc quý vị và các bạn có được một ngày thứ bảy thật hạnh phúc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kịch bản và đạo diễn: nhạc sĩ nhà báo Ngô Tùng Văn, thường trực ban tổ chức nhà báo Lê Hồng Chinh, hữu lưng và ekip thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.